Sao uống lại không tiêu rồi ông đã bao nhiêu tiền thuốc? Anh cho chị nghe cái. Alo. Chị nghe em ơi. Sao ba đâu đóng cửa rồi em? Ủa sao phải đóng cửa rồi? Em mở ra đâu đã, lên lấy hả? Dạ. Lên lấy ở đâu đó? Dạ lên lấy à. Lên lấy chị đóng cửa lâu rồi em. Ủa chị mở gì mở đâu rồi? Chị mở 20 Tân An 2 á. 20 Tân An 2 à? Ừ. Ở ngay chỗ bên hông bệnh viện Vinh Máy cho em. 20 Tân An 2 em nghe. Bà tới thầy ăn bác sĩ chở em. Ủa chắc con đi mua lên đây kìa. Thầy lên đây giờ đây rồi thế hả? Đâu biết. Mua thức ăn chỉ rồi còn đông thịt cho chợ thằng lên. Đi quảng cáo giùm. Đúng rồi. Mấy cái lùm đẹp là mấy cái lùm có ấy là không phải tốt. Vì thật ra là chỉ mấy cái này cũng tốt cho nhiều người, tại vì nhiều người thật ra họ cần chỗ mà không có biết không chỗ biết. Làm không phải ai làm được cô, tại vì có những cái là người ta không biết á. Chù cho chị biết lòng cả lá thì mình cứ chù cho nó đưa cho tay cho tướng tôi với lại mấy bữa nữa chưa ra liền tới rời đến cái mặt tấn cái cục chị không nổi rồi không biết lấy được kia không ra được cái dẫn đi cái kia lấy nghĩ ngày không đi ra ngoài đi lòng không đau không bầm mà là vẫn có cái quả hơn chứ đây cái gì mà móc gì đi lên trường hết sợ nổ ra nó tới quận 3 luôn đường ra ngoài cường thôi nghe ở đây là ngoài cường nghe ở ngoài thợ Phường Bắc ngày chứ đừng có gian qua quận 3 mất công mày. Mặt ba sương thì thấy hàm tài la thất bát rồi. Ồ, hồi nó mặt ba sương thấy kinh khủng. Con là mụn chi em chơi được hết trơn á. Nên nói con mụn cô cả 60 năm con quất được. Ba sương thì biết đây tầm lâm hết rồi đó, có sao đâu là về đây chứ đừng. Thầy không biết thì về cái đài đó. Đưa cây hơi đau sức khỏe thả hai đó đau bác sĩ hai đau mà tiền tới chuyển miệng là cái ok nhất cô hề đúng rồi người ta mới làm đặc sao chứ quảng không? Cáo người ta không có tin ngay chứ chuyển miệng là miệng là thực tế người ta mới nói là mình ra đi lễ vô thôi ta lễ trang quê thôi thôi hồi trước cái chuyện là cô nghĩ hay gì năm quê con nó lễ nhất xí xí ngồi thôi vì cái mặt bầm đó về cái đây thôi ra rồi ra rồi đau chứ cục bổ tạ cục bổ tạ này hăng lao lắm rồi không có mà ấy được thấy nói chung là cô keo nhiều năm cái chiều nhiều năm thấy á căng lỗ tai lộn ra là lon đã biến nữa người đóng màn mà chặt nó còn học cái thằng táp ở chỗ này nữa thằng người đóng màn quanh cô phải cái nhã xuống cổ xuống người ta lại bụng rồi mặt căng lỗ tê khó thở dạ chạy rồi khó chịu lắm nhà ra cái dây nhà ta là bỏ đó quá đi ráng cô nghe ăn ra cái bọc luôn rồi chút xíu khá đau để nó mới nhận nha hết đau biết mãi các con dẫn đi được hè anh được hè bảo thứ sáu tao thứ bảy thôi mày hai chị ơi kém em được đâu nói là Thiên Thu Thanh rồi mới tới tháng ba đứa nữa mới chú chưa ông nó thứ 10 11 bà này thứ 6 ta thứ 7 thằng thứ 8 thằng thứ 9 con thứ 10 được con nãy mới 11 đó chú chưa trời nhà đông người đông ghê đó đây là nhà mà giới thiệu qua chắc cái dòng họ qua luôn làm cũng đủ rồi nó là con gái là thấy mụn à bé đó bé đi với cô đó đi từ từ tự nhiên lên lấy mấy lần rồi ở đây nó mấy lần rồi không đi làm biết à cái hôm trước cái cô mới kia anh để mụn kia thăm má đi với con mới qua chỗ này dẫn qua làm bên kia rồi có cũng hai nam rồi đó chứ rồi bữa nay cái thấy cầm cậy lại có thể chạy qua lại đó hai năm là có một nay thì vài năm mới đi lại mà thì
Thì hồi đó câu nói này bởi cái cô về cô nói với cô này nè, cái câu đáng lẽ nó đúng ạ. Một tháng là mấy ngày sau cô qua cầu học, mà cô dứt được không thì ba năm hai năm mới lại cũng y nữa. Nghe rồi mà cô. Bán tài đi nhanh. Đó hồi nãy đưa chị thấy chưa? Có lại một đám này thật sự nó khó chịu của nó cợm 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 á. Ngày đi Tết nè, tết tay. Bả là mới làm bên bên trường á, thì bả nghĩ cái cô mới nhắn tin của hỏi con là ngày lễ có làm thứ bảy có làm hôm đó. Con kêu là có, cô mới điện về cho bả. Chị cũng nghĩ là người ta nghỉ lễ tết tay à lộn. Ngày nay mà tết ra mới đi làm, không có rảnh không có đi. Không, ngày nay là không có lễ đâu, phải công ty gì đâu nè. Cô xịt làm con xí nha. Bà chặt ăn chưa giảng ăn miếng. Con ngây ngây là cái cục nó con làm được. Còn với, nếu mà hắn là thuộc dạng xương với u á, u bã thì con vẫn làm ok. Nhưng mà cái hồi nãy á kìa, là con ngây là nó bị hóa thạch y đó. Giống như u mỡ là con giống như mỡ. U mỡ là không làm được cô, u mỡ là phải đi viện cô. U bã là con làm được. Con chuyên làm u bã mà. Chẳng đứa u mỡ mà khó. Bông nước muối đâu. Cần bông nước muối thôi. Làm cái chuyện làm được vẫn làm chứ. Làm được mới làm cô, làm được làm chết á. Bá là đi lễ bụng hồi đó lên tới điện phòng khách đó chạy đó hả? Có thể má nam rồi. Dạ. Trên đó thì có bà Hư làm được. Xa bà con mới làm nha. Thế là bà làm nhanh quá kìa, bà làm được mà làm kiểu như khách đông quá kìa. Gần tới trời cái mặt cái ô chứ cha cái mặt bắt trời ra là cái cây thâu lên con lan kim cho cô. Cũng rậu. Lan kim làm chi trời. Bởi cái rồi mụn đá đi, cái rồi về mấy cái lễ cái sao đi không nói rồi. Mà chủ nhật cái uống cà phê là mấy bà cái cô con nghĩ rồi đạt cái mặt á. Mụn đá mới làm ra là cái đi lễ mà mình đứng chỗ rồi. Đá chạy má vô thì bút có rồi đó, cái vô ta đánh lon kia ta xa cái ta đánh lon Nguyễn mụn cái bắt đầu cái lai rồi ta màng ra nó bị chỉ được đâu đó đãi không con rành hơn tụi trẻ nữa. Lon thì tùy lon thôi, đãi mụn chứ sao có tình nhìn là cái địa chỉ này đúng rồi cái nó đãi cái địa chỉ qua cho bờ đây cái ta đãi vào ai hạn rồi cái thôi nó cái địa chỉ đi ra đứng má ta chờ. Chỗ này không dễ, nó bên máy là họ biết. Có máy chữ tiền. Cô đâu có biết con bá Sương á, con gái chở là phụ chỗ mua thì thằng bắt cái ngậu đó cũng chở đây được rồi. Bắt đầu cái lên là thay đây làm biết chỗ rồi. Gần bệnh viện nên dễ nhớ nhất. Mấy người kìa, gần bệnh viện tao đi, lỡ có xỉu đưa vô nhau nhanh. Mấy đứa mà kêu em xỉu đó, hù mình kìa. Chị đó em xỉu chị đưa vô bệnh viện luôn. Gần mà. Ừ.